Một số công ty khi đặt mua hàng với Apple, họ có yêu cầu Apple cài sẵn cho mình một số phần mềm. Nhưng bằng một cách nào đấy, những chiếc máy này có thể là do công ty mua nhưng mà đặt ra số lượng bị thừa này, hoặc cũng có thể là do máy hết niên hạn mà công ty cần bán đi để nâng cấp. Thì khi đến tay người dùng cuối, mọi người cũng không hề muốn cài đặt những phần mềm đó vào máy, nhưng mỗi lần cài đặt lại, máy đều hỏi về cái vấn đề là muốn intro phần mềm đó. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn để cách làm sao để bỏ qua được cái bước đó. Đây, mình đang ở trong cái giao diện là chiếc máy vừa mới active lên và gặp máy hỏi luôn Uber đang muốn cài đặt một số phần mềm vào cái máy tính của mình. Đây, trước hết là từ khi máy bắt đầu cài lên, mình sẽ muốn vượt qua được cái bước active này. Nếu mình bấm continue nhé thì máy sẽ truy cập thẳng vào server và bắt mình nhập account của Uber vào. Như cái này thì mình không có. Rồi, mình sẽ back ra ngoài. Trước tiên mình sẽ back ra ngoài. Mình chọn Azure Network Option. Đây, mình sẽ chọn vào My Computer Does Not Connect to the Internet. Cái việc này để làm gì? Khi máy không có Internet thì không thể nào bắt mình đăng nhập vào cái account đó được cả. Bởi vì Apple không quản lý được mình lúc này nữa. Đây, các bạn chờ một lát. Do vì cái máy mình kích hoạt lần đầu nên bây giờ nó vẫn đang intro cái driver tớt 3. Về cơ bản thì chiếc máy này và chiếc máy mà chúng ta mua từ Apple Store hay là từ các hệ thống siêu thị bán lẻ, nó không khác gì nhau cả vì nó cùng chung một phần cứng. Chỉ có một điều rằng Apple sẽ quản lý cái việc này qua Siri, thông qua cái Siri của máy. Khi máy active lên, họ sẽ request được cái Siri của cái máy này và họ sẽ yêu cầu máy này cài những phần mềm đó vào. Ngoài ra thì nó không có khác gì nhau. Và chúng ta hoàn toàn có thể ẩn nó đi hoàn toàn triệt để, chỉ trừ khi chúng ta cài lại thì nó sẽ hiện lên. Update vẫn thoải mái. Rồi, đây chúng ta active xong. Chỗ kích hoạt lên. Kích hoạt lên như máy bình thường thôi chứ không có vấn đề gì cả. Rồi, đặt tên cho máy. Rồi, như thế này là chúng ta đã vượt qua được bước kích hoạt máy thành công mà không có hỏi lại chúng ta cái gì nữa. Nhưng nó sẽ vẫn có một số vấn đề là tình trạng máy nó sẽ, cái server của Apple nó sẽ request cái máy này để cho cái máy này nó sẽ hỏi mình trên màn hình này là sẽ có cài đặt lại phần mềm, có cài đặt những cái phần mềm đó hay không. Thì để ẩn đi hoàn toàn để cho máy nó không hỏi nữa thì chúng ta sẽ phải vào đây, chúng ta sẽ bắt đầu bù để ẩn đi hoàn toàn. Chúng ta sẽ ẩn đi bằng cách, trước hết là chúng ta tắt cái máy đi. Được, đây máy tắt đi hoàn toàn. Chúng ta bật nút nguồn và giữ phím Command và phím R. Cái này là để vào Recovery Mode. Bản thân Apple sẽ không cho chúng ta cái quyền cao nhất để chỉnh sửa toàn bộ hệ thống, nên cái đó chúng ta sẽ phải vào trong Recovery Mode để tắt nó đi. Về cơ bản thì những chiếc máy như thế này và chiếc máy bình thường bán ngoài store, nó hoàn toàn không có khác gì nhau cả. Nó là một, về phần cứng nó là một. Và Apple quản lý việc này là còn quản lý online qua thông qua cái số Siri của các bạn. Khi các bạn active lên thì nó sẽ request cái số Siri đó thì nó báo mình là phải cài thôi. Giống như khi các bạn đi bảo hành về này mà một số kỹ thuật viên của Apple mà quên không có điền Siri vào luôn cho máy của các bạn á, thì các bạn lắp cái main nó vào máy thì các bạn cài lên nó cũng không có hỏi. Chỉ trừ khi kỹ thuật viên add cái số Siri đấy vào thì các bạn lúc đó Apple nó mới hỏi lại mình cái việc đó. Đây, chúng ta đã vào xong Recovery Mode. Các bạn vào Utility rồi vào Terminal. Các bạn gõ CSR Until cái Disable. Cái này là tắt, turn off cái SIP đi nhé. Rồi, xong sau đó các bạn chọn khởi động lại bình thường thôi. Khởi động lại vào trong
hệ điều hành chính của mình và mình sửa một file trong đó. Rồi, đây trước tiên mình sẽ cho hiện cái ổ cứng của mình lên, đã chọn sống hạt đít, rồi kích đúp vào hạt đít, vào system preference, vào library, sau đó có một file tên là Lun Demon. Cái đường dẫn này thì lát nữa mình sẽ ẩn ở dưới, mình sẽ để ở dưới mô tả của clip nhé. Đây, search, mình search luôn cho nha, có một file tên là Mana Good. Đây, tên file cũng hơi dài, thì lát mình sẽ để dưới bài viết. Đây, mình kích vào và mình mở file nhé, mở bằng text edit bình thường thôi, open with text edit đây. Rồi, sửa true thành false là xong. Save lại, sau đó copy lại vào trong folder đó. Lần thì mà, đấy rồi. Bình thường thì máy sẽ không cho chúng mình copy đè như này, nhưng mà đây là do mình vừa mới vào trong recovery và tắt cái tính năng đó. Rồi, 1, 2, 3, 4, xong. Đó, thì là chúng ta ẩn đi hoàn toàn thành công. Có thể update bình thường, ok, không vấn đề gì cả.